Sau đây mình xin hướng dẫn thao tác thay đổi ngôn ngữ trong máy phay CNC. Bây giờ mình sẽ bấm ví dụ như mình ở ngoài màn hình Boss Reality Boss Session đi. Bây giờ mình mới đào giờ mình sẽ bấm Set, dấu cộng, bấm Lên. Gia vị của mình hiện bây giờ là tiếng Anh. Bây giờ trong đây có các tiếng như tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Pháp. Channel là tiếng Đài Loan, chữ phồn thể. Còn đây là chữ dạng thể của tiếng Trung Quốc, tiếng Ý, tiếng Hàn Quốc, vân vân. Mình sẽ bấm nút này để mình di chuyển tới thứ tiếng mình cần chọn. Ví dụ như mình chọn tiếng Đài Loan đi. Mình sẽ bấm OBRT, bấm Apply. Và bây giờ gia vị của mình đã đổi về tiếng Đài Loan. Bây giờ mình sẽ thao tác lại. Ví dụ như là mình nằm ngoài môi trường Boss Real đi. Set, bấm cộng, giờ dấu cộng, bấm Lên. Giờ mình chọn tiếng Pháp đi. Bấm này. Bây giờ mình muốn trở lại tiếng Anh như ban đầu. Đây là tiếng Anh OBRT. Ok.